Audi trân trọng kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Dũng Audi tự hào là trung tâm mua bán ô tô lớn nhất Hải Dương, top 10 miền Bắc. Chúng tôi chuyên kinh doanh, mua bán, trao đổi, ký gửi các loại xe ô tô cũ, ô tô đã qua sử dụng thuộc các thương hiệu nổi tiếng như Honda, Toyota, Mazda, Kia, Hyundai, Ford, Mitsubishi, BMW, Mercedes, Audi. Dũng Audi xin kính chào bà con. Ngày hôm nay Dung Audi vừa về một chiếc xe Avante bản đặc biệt 2.0 sản xuất 2014. Chiếc xe này thì vừa về đến nhà thì cũng rất muốn quay cho giới thiệu quý vị các bạn, nhưng mà đã được một anh đẹp trai người Hà Nội đã ôm chiếc xe về làm vợ hai rồi, cho nên là mình vẫn tiếc, cho nên là vẫn cố quay. Chiếc xe này Dung Audi hiện nay bán hơn 400 triệu. Bây giờ bán cho anh ấy rồi, anh đang đứng đây cũng không tiện nói giá đấy, nhưng hơn 400 quý vị nhé. Hơn 400 triệu cho một chiếc Avante sản xuất năm 2014, động cơ 2.0 bản VVT, bản đặc biệt, phiên bản đặc biệt nhé quý vị nhé. Chiếc xe đây quý vị có thể nhìn thấy đây, hiện nay đang cá số làm thủ tục sang tên cho anh đẹp trai rồi. Chiếc xe này đã làm dâu Hà Nội quý vị ạ. Còn thân vỏ của chiếc xe đây, bây giờ mình quay về nội thất của chiếc xe. Chiếc xe này hiện nay Dung Audi đã bán với giá hơn 400 triệu đồng. Một chiếc xe cực đẹp và bản cực hiếm. Bản cực hiếm nhé quý vị nhé, bản 2.0 VVT, máy eco, gương kính chỉnh điện, vô lăng tích hợp bàn phím. Đây ạ. Tablo rất đẹp luôn, quý vị có thể nhìn thấy tablo còn rất đẹp, tabli rất đẹp luôn, cửa sổ nóc đã được bọc trần 3D, xe cam kết không một lỗi nhỏ nhé, xe không một lỗi nhỏ. Chiếc xe này đã bán nhưng mình vẫn quay bởi vì là xe nó quá đẹp và bán quá nhanh, cho nên là mình cũng làm một cái video để cho quý vị biết được rằng là mình có một chiếc xe, nhưng anh ấy nhanh tay hơn, nhanh tay nhất ạ, và đã về làm dâu Hà Nội. Bản 2.0 VVT sản xuất năm 2014, mình bán có hơn 400 thôi, một cái giá rất yêu, giá rất rẻ luôn ạ, đảm bảo rẻ rẻ hơn thị trường vài chục nhé quý vị nhé. Hơn 400 nhưng mà là gọi là 400 gọi là lộc lá thôi, chứ còn nó hơn 400 là mấy. Vì là bán rồi cho nên là quý vị tham khảo thôi, cho nên mình cũng không cần phải quay kỹ nữa, mà mình chỉ giới thiệu thôi bản 2.0 VVT ạ. Về phần nội thất với cả thân dáng thì quý vị xem rồi, mình quay qua nội thất đây. Túi khí, mặt tablo, tabli rất đẹp, xe đang cà số. Về phần keo chỉ của chiếc xe thì mình cũng nói luôn, táp ly rất đẹp nha quý vị nhé. Chỉ đây ạ, quý vị nhìn thấy chỉ còn nguyên zin hết, chỉ xịn nguyên zin, máy số zin luôn. Mình cũng nói luôn, tí nữa mình sẽ quay khoang máy đang cà số. Đây ạ, chỉ cánh sau đây ạ, quý vị có thể nhìn thấy đây ạ. Xe cực đẹp, xe vừa về nhà chưa kịp rửa nước lã nhưng mà đã bị bắt mất rồi. Xe mình vừa mua về nhà cái là anh em người ta lấy luôn. Anh em dân nhá, không phải thợ nhá, không phải thợ, dân luôn ạ. Dân mua về sử dụng luôn như quý vị nhé. Xong rồi cá xong rồi. Vâng, đợi em tí. Đây ạ, có khoang cốp đây quý vị nhá. Đây, về phần đinh tán của cốp đây, còn nguyên. Đinh tán của cốp còn nguyên đấy. Về phần chỉ cốp còn nguyên, tức là xe này là keo chỉ zin, không mất một phân chỉ nào quý vị nhá. Mình vừa về bán cũng hơi tiếc, nhưng mà gặp người yêu xe thì mình bán thôi, chứ còn bán thì nói thật sự với quý vị là một chiếc xe đẹp như này không phải lúc nào cũng mua được ạ. Đây cánh sau bên phụ bên lái đây, và đây là cánh trước bên lái. Không phải lúc nào cũng mua được một chiếc xe đẹp, và cũng không phải lúc nào, mình cũng nói thật luôn là không phải lúc nào cũng mua được, mà cũng gặp được cái người yêu xe và thật sự biết nhìn nhận chiếc xe, mua xe trong vòng 5 phút. Xe vừa cà số xong. Bây giờ tiến hành thủ tục giao tiền xong rồi, mình chỉ cá số không, bây giờ mình chỉ quay cho quý vị xem nguyên vết bụi thời gian. Máy số zin, zin từng con ốc quý vị nhé. Đây khoang máy đây. Về mặt chỉ cốp, mặt chỉ cabo quý vị có thể còn thấy còn nguyên, cabo chưa ra, chỉ cabo còn nguyên. Đây. Về phần sờ má, hai má quý vị có nhìn thấy còn nguyên đây nhé, không mất một tí nào luôn. Ốc áp nguyên zin, zin từng con ốc, xe chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Đây ạ, hai phần hai má này, cabo chưa ra, ốc chân máy còn nguyên, toàn bộ ốc máy cũng còn nguyên quý vị nhé, zin
từng con ốc luôn. Chiếc xe này thì nó là quá chất, mình bán rất rẻ, mình mới mua về chưa kịp dọn dẹp gì. Một người, một anh đẹp trai thủ đô để cho em mới về làm dâu thủ đô rồi. Với giá hơn 400 thôi. 4XX rất bé. Và các anh ấy là đi một tập đoàn. Đi một tập đoàn ạ. Các anh ấy đi một tập đoàn 5 anh em trên một chiếc xe tăng. Và chiếc xe này đã được bán cho các anh này, tiền đã giao rồi. Đấy. Xin giới thiệu qua với quý vị như thế, chiếc xe cực chất và Dung Audi đã bán. Hẹn gặp lại quý vị. Quý vị nào có nhu cầu thì sẽ hẹn gặp lại quý vị ở con chiếc xe sau cũng như thế này. Và hiện nay Dung Audi đang còn rất nhiều xe quý vị nhá. Dung Audi hiện nay đang còn rất nhiều xe đó. Và đặc biệt ạ, một siêu phẩm. Một siêu phẩm được yêu chuộng đây ạ. Giấy đã cầm trên tay quý vị nhá, đây ạ. Anh đẹp trai đã cầm giấy trên tay ạ. Đấy. Đã gọi về thông báo vợ đây, giấy bán xe đây ạ quý vị nhá. Giấy bán xe đã có đây ạ. Đây giấy bán xe đây. Giấy bán xe đã có đây rồi đấy ạ. Mượn anh đợi xem. Và bây giờ tí nữa mình sẽ quay chiếc i12 đầu này nhá, cũng vừa về quý vị nhá. Xe nhà mình thì còn rất nhiều xe. Quý vị cần mua xe gì alo trực tiếp cho Dung Audi 0855 966 966 ạ. Còn rất nhiều xe ạ. Vâng, xin hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo. Quý vị nào chưa đăng ký kênh hãy vui lòng bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình live stream báo giá trực tiếp cũng như là mình up video clip mới về mỗi chiếc xe. Quý vị nào cần tư vấn và hỏi thông tin về xe xin vui lòng alo trực tiếp cho Dung Audi qua số hotline, số điện thoại là 0855 966 966 ạ. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo.